Anh Rơ Lăng Thao từng vượt biên trái phép sang Campuchia đã được ông Cờ Pui In động viên giúp đỡ ổn định cuộc sống sau khi hồi hương. Hiện nay, gia đình anh có 700 cây cà phê, 300 cây cao su và 2 sào điều. Ngoài ra, vợ chồng anh còn làm công nhân hợp đồng của công ty 75, thu nhập mỗi tháng từ 7 đến 8 triệu đồng. Sau nhiều năm cần mẫn lao động, anh Rơ Lăng Thao vừa xây được ngôi nhà khang trang trị giá khoảng 500 triệu đồng. Người ta rủ mình đi thì nói sướng sướng, chỗ kia kiếm tiền nhiều, thì đó là mình mà đi theo nó. Chú In động viên là mình thôi, đến nghe lời người ta nữa, ở nhà thôi, cố gắng mà làm, mình phải nghĩ lại. Đúng rồi, cái chuyện đó là mình chấp nhận mình sai rồi, thế này không nghe lời người ta gì hết, cứ yên tâm làm gia đình mình thôi. Cái gọi là tin lành Dega hiện nay cũng không còn tồn tại ở làng Chiết Rông. Một người từng mê muội theo phun rô, tin lành Dega như anh Rơ Châm Tên, 45 tuổi, làng Chiết Rông, giờ đây cũng đã đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi, gắn liền với tổ chức này để tập trung làm ăn phát triển kinh tế. Già In luôn động viên gia đình anh Tên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 3 lần với tổng số tiền 100 triệu đồng để đầu tư làm kinh tế. Hiện nay, nhà anh Tên có 1.000 cây cà phê, 4 sào điều đã cho thu hoạch. Vợ chồng anh vừa xây được căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng. Thì là mình tại chốn á, xã Campuchia, lúc đó là mình là chưa biết là cái gì. Là sự giúp mình là làm là bao là đi nước ngoài sung sướng, lúc quốc là đi đến đó để rừng, cho thấy ai hết. Đấy đâu là lại qua về là bị trả lại ở Việt Nam. Gia làng động viên, ăn ủi cho mình, đứng theo người ta, đứng nghề nông thôn tăng người ta, cố gắng mà làm ăn. Để mà con cái mình sau này nó lớn lên tốt đẹp, hỗ trợ được vay vốn để mình làm được vườn cá, được chăm sóc được cái cá đấy thì mình xây được nhà. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, kiên trì giải thích thuyết phục, luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, ông In đã gần gũi giúp đỡ nhiều người trong làng từ bỏ cái gọi là tin lành Dega, bỏ ý định vượt biên trái phép để chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Tôi cũng giúp đỡ nói, cố gắng làm ăn để chăm sóc cho con cái, lo cho đi học để nó hiểu biết. Bây giờ họ trước là cháu nó đi nghe người ta tuyên truyền. Đấy, bây giờ thấy nó biết rồi, nó hiểu rồi. Ông Inh là một trong những già làng có uy tín với cộng đồng dân cư Lê Dít nói riêng và của huyện Đức Cơ nói chung. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động các đối tượng từng theo phun rô tin lành Dega và trốn ra nước ngoài, quay trở về yên tâm làm ăn phát triển kinh tế và giáo dục thanh thiếu niên ở trên địa bàn, chịu khó học và chịu khó lao động sản xuất để góp phần xây dựng Legit ngày một phát triển. Với uy tín của mình, ông Cờ Pui In thực sự là cầu nối để góp phần đưa đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước sớm đến với người dân, vận động bà con không tin, không nghe lời kẻ xấu, chăm lo phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao đời sống. Vì thế, người dân trong làng luôn xem ông In là người mẫu mực. Họ đã hiểu được âm mưu thâm độc của bọn phản động phun rô, tin lành Dega, yên tâm lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương.